Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tượng phát xạ nhiệt về đêm tại miền Bắc đã giảm dần khi trời nhiều mây về đêm và sáng. Nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần trở lại. Thấp nhất về đêm phổ biến từ 16 cho tới 19 độ ở các tỉnh miền Đông Bắc Bộ và dưới 17 độ với khu vực phía Tây Bắc Bộ. Đi cùng với đó là hiện tượng sương mù tập trung ở các tỉnh vùng núi và khu vực ven biển. Đến trưa chiều trời giảm mây và hửng nắng, mưa hầu như ít xảy ra và nhiệt độ trưa chiều sẽ lên cao từ 25 cho tới 28 độ, một vài nơi xấp xỉ 29 độ ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Trong khi các tỉnh Đông Bắc thì nhiệt độ sẽ tăng lên trong khoảng 23 đến 26 độ. Bắt đầu từ ngày Chủ nhật cuối tuần này khi vùng áp thấp phía Tây mở rộng và phát triển hơn thì nền nhiệt toàn miền Bắc sẽ còn cao hơn nữa. Theo nhận định của các chuyên gia thời tiết thì đợt tăng nhiệt lần này tập trung chính từ ngày Chủ nhật cuối tuần cho đến tận ngày thứ tư tuần sau, trước khi miền Bắc chuẩn bị đón một đợt gió mùa Đông Bắc mới, khả năng xảy ra từ đêm ngày 9 sang ngày 10 tháng 3. Thời tiết tại miền Trung sẽ ít có sự biến đổi trong hai ngày sắp tới. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thời tiết nhiều mây và có sương mù vài nơi về đêm và sáng. Mưa tại phía Nam thì cũng giảm dần đến hết mưa, nhiệt độ về đêm và sáng dao động trong khoảng từ 17 đến 20 độ. Trưa chiều nhiệt độ sẽ duy trì từ 24 đến 26 độ, trong khi đó các tỉnh từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận thời tiết có mây thay đổi, ban ngày nắng nhiều hơn, đặc biệt là từ các tỉnh Khánh Hòa cho tới Bình Thuận nhiệt độ sẽ tăng cao hơn cả và lên đến 28 đến 31 độ. Cũng từ ngày Chủ nhật cuối tuần này, xu thế tăng nhiệt sẽ xảy ra trên khu vực, đặc biệt tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Quảng Ngãi. Trưa chiều nhiệt độ đồng loạt tăng lên và dao động từ 27 cho tới 30 độ. Trong khi đó, phần phía Nam Trung Bộ từ Bình Định cho tới Bình Thuận thì có nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng 29 đến 32 độ. Trời có mây thay đổi và hầu như không có mưa. Các tỉnh còn lại thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo từ nay đến 2 ngày nghỉ cuối tuần, thời tiết duy trì trạng thái ổn định. Tại vùng cao nguyên, trời có mây thay đổi, lạnh về đêm và sáng. Đến trưa chiều, cường độ nắng nhiều nên nhiệt độ sẽ tăng lên cao từ 28 cho tới khoảng 31 độ. Trong khi đó, các tỉnh thành thuộc Nam Bộ, nhiệt độ xấp xỉ ngày sẽ từ 34 cho tới 35 độ tại các tỉnh miền Đông. Trong khi các tỉnh miền Tây thì thấp hơn một chút, thường từ 32 cho tới 33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trong 3 ngày tới, hầu khắp khu vực Biển Đông bao gồm hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, gió Đông Bắc thổi với cường độ trung bình đến yếu, tình trạng biển bình thường và thuận lợi trong hoạt động hàng hải cũng như đánh bắt hải sản của bà con ngư dân trên khu vực này. Như vậy, các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác tại các tỉnh phía Đông, trưa chiều nhiệt độ ấm áp hơn. Từ ngày 6 tháng 3, nền nhiệt độ tại miền Bắc sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Trung Bộ thời tiết ít biến đổi trong 2 ngày tới. Cũng từ ngày 6 tháng 3, xu thế tăng nhiệt sẽ xảy ra trên khu vực. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng nhiều, nắng nóng tại các tỉnh thuộc miền Đông của Nam Bộ. Đến đây bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.